Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi trang truyền hình cơ sở của Đài Truyền thanh Truyền hình Phú Yên phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình có những nội dung sau. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn huyện Phú Yên đã tích cực tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong đó, nổi bật là các hoạt động hướng về người nghèo với các hình thức đa dạng, phong phú, thường xuyên phối hợp rà soát, nắm bắt thông tin hộ nghèo, hộ còn nhà tạm, nhà rột nát để vận động giúp đỡ, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết. Cách đây 3 năm, gia đình bà Vũ Thị Nguyệt, khối 15 thị trấn Phú Yên là hộ nghèo, rất khó khăn. Sau khi được chính quyền và hội phụ nữ thị trấn hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, gia đình bà đã đầu tư vào nuôi lợn, nuôi gà, phát triển mô hình vườn ao chuồng, phù hợp và có hiệu quả. Đến nay, gia đình bà đã thoát nghèo, có cuộc sống khá. Hiện nay, gia đình bà Nguyệt có tổng thu nhập trên 200 triệu đồng trên năm. Trước đây, gia đình tôi thì cũng gặp nhiều khó khăn. Nay được sự giúp đỡ của bên ban ngành chính quyền, bên phụ nữ thì gia đình tôi cũng có đồng vốn để phát triển chăn nuôi và mấy năm nay gia đình tôi cũng khấm khá lên nhiều. Niềm vui của bà Nguyệt cũng chính là niềm vui của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn, bởi đây cũng chính là kết quả của hội đạt được thông qua thực hiện các cuộc vận động, sự kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Thực hiện lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, hội phụ nữ thường xuyên vận động và tuyên truyền tới hội viên phụ nữ những cái cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, như là hưởng ứng việc quyên góp ủng hộ những hội viên nghèo, ủng hộ đồng bào bão lũ. Để thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phú Yên đã tăng cường phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, hội quần chúng, tích cực vận động, tuyên truyền nhằm góp sức trong lĩnh vực nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống cho các gia đình thuộc diện được hỗ trợ, mà còn mang tính giáo dục cao, phát huy truyền thống tương thân tương ái, xây dựng tình đoàn kết ở khu dân cư. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận đã chủ động trong tham mưu, phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm, tổ chức lễ phát động ủng hộ người nghèo, các đối tượng chính sách, chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn, vận động tiếp nhận ủng hộ và triển khai các hoạt động đảm bảo công tác an sinh xã hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự đồng thuận lớn từ các ngành, đoàn thể, đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Trong những năm qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Nhân dân thị trấn, thì Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội là tham gia tuyên truyền, giáo dục và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái công tác là đảm bảo vì an sinh xã hội. 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã vận động được trên 100 triệu đồng, xây dựng và trao 3 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Từ năm 2014 đến năm 2017, đã vận động các doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ được trên 98 triệu đồng, tặng 108 suất quà cho các đối tượng chính sách và người nghèo. Trong đó, riêng doanh nghiệp Hòa Phát ủng hộ trên 30 triệu đồng. Đặc biệt, trong năm 2016-2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã kêu gọi các cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ được gần 80 triệu đồng giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung, Mường La và Phú Yên. Tiếp nhận, chuyển trao tiền ủng hộ của Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Sơn La 28 triệu đồng cho các đối tượng chính sách thị trấn và Quang Huy. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp nhận và chuyển trao gần 350 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho các đối tượng người có công, người nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phú Yên thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, ban ngành, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế. Đến nay, thị trấn chỉ còn 19 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,06%, hộ cận nghèo là 12, chiếm 0,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 3 triệu 200 nghìn đồng trên người trên tháng. Việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội đã thể hiện rõ khối đại đoàn kết toàn dân. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, trong đó quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí mà nhân dân đóng góp, đồng thời thực hiện tốt công tác biểu dương, vinh danh, khuyến khích những tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia đóng góp cho chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, thị xã Huy Hạ, huyện Phú Yên nằm trong lộ trình sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dự kiến thị xã sẽ công bố đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 10 năm nay. Hiện nay, thị xã đã đạt được 17 trên 19 tiêu chí, đang cố gắng hoàn thiện 2 tiêu chí còn lại. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do mưa lũ liên tục kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến các tiêu chí đã đạt và tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại. Hiện nay, xã Huy Hạ đang cố gắng chạy đua với thời gian để cán đích nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra. Tuyến đường giao thông liên bản Nà Lò 1, Nà Lò 2 và Nà Lò 3 dài gần 1 km đã được bà con ba bản tập kết cát, sỏi, đá từ hơn một tháng nay. Nhưng giờ đây vẫn chưa thể khởi công, phần vì mưa nhiều, xe không thể chở xi măng của nhà nước hỗ trợ để thi công. Bà con đã đồng thuận hiến đất ruộng, đóng góp mỗi bản 50 triệu đồng để mua vật liệu, chỉ còn chờ xi măng vào thời tiết thuận lợi để hoàn thành, vừa tạo thuận lợi cho việc đi lại, vừa tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Nếu trời không mưa thì làm tiếp để chúng tôi đi lại sớm hoàn thành, đi lại dễ dàng hơn. Hơn 1.000 mét khối đất, đá đã được tập kết để làm tuyến đường rộng 4 mét. Tất cả đã sẵn sàng. Nhưng mưa lũ kéo dài trong thời gian qua đã làm chậm tiến độ thi công tuyến đường này khoảng 2 tháng. Vì theo người dân ở đây, ít nhất phải thu hoạch xong lúa mùa mới có thể thi công được. Nói chung là thời tiết trong tháng 8 này rất là ảnh hưởng về lũ, ngập lũ thường xuyên đấy. Thì không tuyến đường như ở bên xã triển khai thì cũng sạt lở nhiều tuyến đường chuyển vật chuyển xi, cho nên là bây giờ cũng chưa có xi để mà thi công ạ. Có kiến nghị nhà nước là kịp thời để hỗ trợ xi măng để dân nhân dân chúng tôi kịp thời để hoàn thành tuyến đường vào tháng để cái tháng tuyên bố cho cái xây dựng nông thôn mới cho toàn xã này. Đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 10 năm 2017 cũng đã phá hủy nhiều tuyến đường giao thông liên bản, liên xã đã được đầu tư từ những năm trước như tuyến đường nội bản Nà Lò 1, tuyến đường liên xã từ bản Tọ đến xã Huy Bắc và một số tuyến đường khác. Tuyến đường liên bản xã 1, xã 2 được đầu tư khá kiên cố trên tinh thần nhà nước hỗ trợ xi măng. Bà con nhân dân đóng góp công sức tiền của để mua cát sỏi, thực hiện thi công tuyến đường. Trong đợt mưa lũ tháng 10 năm 2017 đã làm đứt hẳn gần 50 mét đường, khiến cho việc đi lại của hơn 170 hộ dân, việc đi học của các em học sinh hai bản vô cùng khó khăn mỗi mùa mưa đến. Thì cũng kể sạt lở, dân đi lại nó vất vả. Một là trẻ con đi học, thứ hai là toàn thể dân đi đồng, đi áng, đi đường đoạn đường này. Còn nhà tôi thì gần đây, nhưng mà đi vất vả là một là trẻ con đi học, toàn ghé vào nhà hết. Người đi ầm, lăn các ông, các bà, các cụ nó đưa trẻ con đi học ấy, toàn qua nhà. Thứ nhất là đêm hôm về cũng vất vả, gia đình đang ngủ, thì dân qua lại thì nghĩa là không cho qua. Thì tuyến đường này nói chung là chúng tôi được nhà nước đầu tư rất nhiều, nhưng mà chủ yếu là cái đoạn này nó bị sạt lở do lũ quét. Chúng tôi đã, sau khi lũ quét, chúng tôi cũng đã đề nghị từ xã đến huyện cũng đến khảo sát. Đồng thời để đảm bảo cho, một là cho dân đi lại thuận lợi trong việc sản xuất và cho các cháu học sinh đi học, chúng tôi đã huy động nhân dân đóng góp ngày công và là tiền của để thuê máy. Thì riêng cái chỗ này chúng tôi đã thuê hết mấy lần rồi, mà sau khi cơn lũ đến lại quét, chúng tôi đã kiến nghị với xã cũng làm tờ trình lên huyện. Thì đến giờ phút này vẫn là con đường vẫn chưa được đầu tư, chưa được sửa chữa. Riêng cái vì nó hỏng con đường nó rất ảnh hưởng, một là các hộ gia đình, hai nữa dân đi lại. Đấy, hiện tại bây giờ là chúng tôi chuẩn bị đón nông thôn mới trong tháng 10 rồi đấy, bây giờ con đường nó vẫn là như thế này, nó cũng rất khó. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trong tháng 7 vừa qua, tường cánh thượng lưu đập thủy lợi Đồng Lì của xã bị đứt vỡ với chiều dài 30 mét, dẫn đến lượng nước dẫn vào ruộng bị thiếu hụt, nhất là diện tích lúa mùa của bản Đồng Lì. Mưa lũ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các công trình thủy lợi như kè Bản Xà, phai đập Nà Lưu, Nà Lò đang rất cần được nâng cấp sửa chữa. Do ảnh hưởng của mưa lũ nhiều, hiện nay các cái công trình chúng tôi đang xây dựng trên địa bàn thì cũng có ảnh hưởng rất là lớn. Tôi lấy ví dụ như là về tiêu chí thủy lợi, thì hiện nay một số phai đập thủy lợi và kênh mương đã bị phá hủy để không đảm bảo về nước tưới tiêu, số diện tích là 8,4 ha lại đang không có nước để tưới.
Cái kế hoạch là chúng tôi đã phối hợp với trạm thủy nông huyện là để thực hiện cái máy nổ để bơm nước tưới. Cái tiêu chí số 2 là cái tiêu chí về cái giao thông. Cái giao thông chúng tôi đã đạt rồi, nhưng mà hiện nay là do mưa lũ phá hủy mất một số cái đoạn đường. Và một số tuyến đường mà chúng tôi đang hoàn thiện nốt, để hoàn thiện thì cũng đang là đổ nguyên vật liệu tương đối đầy đủ, thế nhưng mà vẫn chưa cấp được xi. Như vậy là có ảnh hưởng lớn về cái tiêu chí giao thông. Công trình nhà văn hóa bản Sa 1 được khởi công xây dựng từ trung tuần tháng 6 năm 2018, nhưng do mưa lũ kéo dài phải đến cuối tháng 6 mới thi công phần móng. Đến cuối tháng 8 đã cơ bản thi công xong phần thô. Nếu thời tiết thuận lợi thì ít nhất cũng phải 2 tháng nữa mới hoàn thành. Chậm hơn so với tiến độ 1 tháng, công trình sửa chữa nâng cấp khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũng đang trong tình trạng phải chạy đua với thời gian để hoàn thành trước thời điểm công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng mưa kéo dài, thời gian qua mọi công việc cũng đang bị đình trệ. Còn trang trại của Hợp tác xã Mường Tấc với những vườn cây ăn quả, vườn ươm rau và nhiều cây trồng khác đã bị mưa lũ liên tục vùi lấp, cuốn trôi. Việc khôi phục lại phải mất nhiều thời gian, công sức và tiền của. Đây là mô hình điểm của xã Huy Hạ trong việc thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Nếu không bị ảnh hưởng của mưa lũ, cây cối rau màu của trang trại này đã phát triển xanh tốt. Hiện hợp tác xã đã phải mua bổ sung thêm cây giống, cải tạo, khôi phục lại cơ sở vật chất, ước khoảng 200 triệu đồng. Theo cái kế hoạch của hợp tác xã thì nó chậm tiến độ mất khoảng tầm 4 đến 5 tháng, vì lý do là trong khi chuẩn bị được đất đai và để cây giống thì khi bắt đầu đi vào và phát triển thì từ đấy nó ảnh hưởng đến mưa. Thì chúng tôi bị chậm mất, hoãn lại mất ở 2 tháng nay là chúng tôi ngừng lại, không hoạt động được cái gì. Bây giờ bắt đầu là chúng tôi mới triển khai là cải tạo một số cái đất đai nó đang bị vùi lấp, và những cái chỗ nào nó chưa bị ngập úng thì chúng tôi sẽ triển khai trước. Trong gần 8 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Huy Hạ được nhà nước đầu tư hỗ trợ và nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất, đã xây dựng được gần 20 km đường giao thông nông thôn ở tất cả các trục chính, trục phụ và đường ngõ, đạt gần 100% các tuyến đường được bê tông hóa. Xã cũng xây dựng được 13 nhà văn hóa bản, 1 nhà văn hóa xã. Trong đó, nhà nước đầu tư 11 nhà, nhân dân đóng góp xây dựng được 3 nhà. Sân vận động của xã cũng đã được đầu tư đạt chuẩn, có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong các dịp lễ Tết. Một số bản nhóm hộ chưa được đầu tư điện lưới, đến nay cũng đã được đầu tư bổ sung, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong những năm qua, xã Huy Hạ cũng đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động nhân dân, góp công, góp của, hiến đất, làm đường, làm nhà văn hóa bản, tu sửa mương phai thủy lợi, đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Cùng với những nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, xã Huy Hạ đã tiếp tục được tập trung nguồn lực để phấn đấu hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, thủy lợi, trường học. Đến thời điểm này, xã Huy Hạ còn 2 tiêu chí chưa đạt, đó là cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Rất là khó khăn, mặc dù cố gắng phấn đấu nhưng mà nó đạt nó không được tốt lắm, bởi vì là cái gì môi trường ở với cái đặc thù là các bản vùng sâu vùng núi thì mùa mưa lũ này thì nên là sau khi đã làm rất là sạch gọn gàng rồi nhưng mà mưa lũ nó bị xoáy lở rồi là bùn đất các thứ lấp rồi là hệ thống chuồng trại nó bị cũng bị bẩn và ô nhiễm. Để đạt các tiêu chí trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Huy Hạ tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư xây mới các nhà văn hóa bản, sửa chữa các công trình kênh mương chịu ảnh hưởng do thiên tai mưa lũ gây ra trên địa bàn, tiếp tục huy động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các tuyến đường nội bản, phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đến từng hộ dân để mọi người dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng các công trình theo chủ trương nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Với tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao và khắc phục khó khăn, xã Huy Hạ đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến tháng 10 năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới. Trang truyền hình cơ sở của Đài Truyền thanh Truyền hình Phú Yên phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.